áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô Hạnh rất vui vì lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bài tiếp theo trong chương số 5 trong bộ sách Cánh Diều, đúng không? Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung gì. Vậy thì các bạn hãy xem hết video này của cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lên một cái bài toán mở đầu ở trên bảng như sau. Đây chúng ta có này, bản tin Việt Nam Net ngày 24 tháng 1 năm 2016 viết này, đó là lúc 6 giờ sáng nay, theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại hàng loạt khu vực miền núi đã xuống dưới 0 độ C như Mẫu Sơn ở Lạng Sơn là âm 4 độ C, Sapa, Lào Cai là âm 2 độ C, Tam Đảo ở Vĩnh Phúc là âm 0,4 độ C và Đồng Văn, Hà Giang là âm 0,2 độ C. Tại các tỉnh đồng bằng thì nhiệt độ cũng đồng loạt hạ xuống dưới 7 độ C. Trong đó thì tại Hà Nội, Hà Đông Hà Nội thì là 6,5 độ C, Hải Phòng là 5,4 độ C, Bắc Giang giảm còn 5,6 độ C. Vậy thì chúng ta đã được biết về cái số thực phân rồi, đúng không? Chúng ta thấy ở đây là có các số 5,4 độ C này, 5,4 này, 5,6 này, 6,5 là các số thực phân. Thế thì các cái số đó là các cái số là âm 0,4 này, rồi thì là âm 0,2, có là các số thập phân hay không? Thì câu trả lời đó là có. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta có các số là âm 0,4 này, âm 0,2 này, 6,5, 5,4, 5,6. Vậy thì trong các số thập phân này thì số nào là lớn nhất và số nào là nhỏ nhất, cách so sánh như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay để chúng ta sẽ tìm rõ, hiểu rõ hơn về số thập phân nhé. Đó là bài số 5, số thập phân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó là phần 1 La Mã, số thập phân nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, cô sẽ cho một cái ví dụ mẫu về số thập phân như sau. Đây, chúng ta sẽ viết cái phân số đó là âm 19 phần 10 dưới dạng số thập phân là âm 1,9. Và ở đây thì chúng ta sẽ đọc là âm 1,9. Đây được gọi là số thập phân. Chứ bây giờ tương tự như thế, cái mẫu này thì các bạn sẽ làm cho cô cái hoạt động sau nhé. Hoạt động của chúng ta như sau. Viết các phân số âm 335 phần 100 này, âm 125 phần 1000, âm 279 phần 1 triệu dưới dạng số thập phân và đọc các số thập phân đó theo mẫu. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành là viết các cái số phân số này dưới dạng số thập phân trước này. Đây cô sẽ có này, đó là âm 335 phần 100 thì chúng ta sẽ viết được dưới dạng là bằng âm 3,35. Đấy, và ở đây mình sẽ đọc là gì nhỉ? Là âm 3,35, đúng không? Âm 3,35. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có đó là âm 125 phần 1000. Đấy, âm 125 phần 1000. Đấy, thì chúng ta sẽ có là bằng này, âm 0,125. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ đọc cho cô nhá. Đó là âm 0,125. Đó, âm 0,125. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ tiếp theo là con thứ 3, đó là phân số âm 279 phần 1 triệu, đúng không? Bây giờ cô sẽ có này, đây là âm 279 phần 1 triệu. Đấy, thì sẽ bằng là âm 0,000279. Đấy, vậy thì đối với số thập phân này thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Thì các bạn sẽ đọc cho cô là âm 0, này
Đấy, ở đây sẽ là âm 0 phẩy này. Đấy, đây tiếp theo là 0000, đúng không? 0000. Không trăm linh không nghìn này, 279. Rồi, đấy, con sẽ đọc lại nhá. Đó là âm 0 phẩy này, 0000279. Được chưa? Đó là cách đọc các cái số thập phân như thế này. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có này, đó là các bạn hãy nhìn cho cô quan sát này, các cái phân số âm 335 phần 1100 này, âm 125 phần 1000 và âm 279 phần 1 triệu này, người ta gọi là phân số thập phân. Đây, các cái phân số này đưa được về dạng số thập phân này. Ở đây thì người ta các phân số này người ta gọi là phân số thập phân. Chưa? Thế thì thế nào được gọi là phân số thập phân? Thì chúng ta có là phân số thập phân là những cái phân số mà có mẫu này là các lũy thừa của 10, các bạn thấy không? Đây là 100, 1000 này, 1 triệu đều là các lũy thừa của 10, đúng không? Và tử của nó, tử của các phân số này là các số nguyên. Đấy, thì các phân số như vậy người ta gọi là phân số thập phân, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta lại có là chúng ta thấy âm 1,9 là số thập phân, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cho cô biết là số thập phân thì nó sẽ gồm có mấy phần? Các bạn sẽ trả lời được ngay, nó sẽ gồm có hai phần, đó là phần số nguyên, phần nguyên này. Phần nguyên này thì người ta viết ở phía bên trái của dấu phẩy. Ví dụ ở đây là ở đây chúng ta có là số âm 1 này. Tiếp theo là phần thứ hai là phần thập phân. Được chưa? Phần thập phân thì sẽ là phần phía ở bên phải dấu phẩy và đây cụ thể là số 9, được chưa nào? Rồi từ đây chúng ta sẽ có được cho cô cái kết luận mà các bạn cần nhớ như sau. Đây, đó là thứ nhất là về phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10, còn tử thì sẽ là số nguyên. Đấy. Tiếp theo thứ hai là phân số thập phân thì có thể viết được dưới dạng số thập phân. Và thứ ba là số thập phân thì sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần số nguyên được viết bên trái của dấu phẩy và phần thứ hai đó là phần thập phân được viết bên phải của dấu phẩy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa rồi để làm cho cô bài luyện tập sau nhé. Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Đấy, đầu tiên là âm 9 phần bao nhiêu nhỉ? Âm 9 phần 1000. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là đây là phân số thập phân rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể viết được dưới dạng số thập phân, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là bằng âm ở đây này 9 phần 1000, âm 9 phần 1000 này thì chúng ta sẽ phải viết như sau, 0 phẩy này, 009. Đó, được chưa? Tức là đằng sau số 1 này là bao nhiêu chữ số 0 thì tương ứng ở trên này đằng sau dấu phẩy sẽ là bấy nhiêu chữ số. Đấy, ở đây nhá, đằng sau số 1 là 3 chữ số 0 đúng không? Vậy thì đằng sau dấu phẩy này sẽ phải là 3 chữ số. Vậy chắc chắn có một chữ số là 9 ở đây rồi thì mình sẽ phải viết thêm hai cái chữ số 0 ở đằng trước như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp theo là âm 5/8. Âm 5/8. Thế thì muốn viết được âm 5/8 này dưới dạng số thập phân thì ban đầu chúng ta sẽ đưa cái phân số này về cái dạng phân số thập phân bằng cách là đưa về là nhân cả tử và mẫu với số bao nhiêu đó để sao cho dưới mẫu sẽ là gì nhỉ? Lũy thừa của 10. Đó, thì số 8 này sẽ nhân với bao nhiêu để cho cái mẫu này là lũy thừa của 10 các bạn nhỉ? Đó là nhân với 125, đúng không? Thì 8 nhân với 125 thì sẽ bằng 1000. Đấy, vậy cô sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 125. Đó, cô sẽ được là âm 5 nhân 125 này. Đấy, tất cả trên này, 8 nhân với 125 thì sẽ bằng là âm 5 nhân với 125 thì chắc chắn ra âm rồi. Đây, 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 1, nhớ 2 này. 2 x 5 là 10, nhớ 2 là 12, viết 2 nhớ 1. 1 x 5 là 5, nhớ 1 là 6. Vậy đây là âm 625.
phần ở đây là 1.000. Đấy, vậy đến đây cô sẽ có thể là viết được dưới dạng số thập phân, đó là âm 0,625. Đấy, vì cô thấy là 625 đằng sau số 1 này thì là 3 số 0, 3 chữ số 0 đúng không? Vậy ở đây đằng sau dấu phẩy này tương ứng sẽ có 3 chữ số, đúng chưa? Là âm 0,625. Tiếp theo là hỗn số 32 phần 25. Đấy thì chúng ta sẽ đổi như thế nào? Chuyển như thế nào nhá? Là 32 phần 25 này. Rồi, bằng. Bây giờ các bạn nhìn cho cô này, ở đây các bạn sẽ thấy là hỗn số này nó gồm có hai phần, là phần nguyên và phần phân số, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa chuyển cái phần phân số này về dạng phân số thập phân cho cô. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy phân số này mẫu của nó là 25. Vậy nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu để cho nó thành phân số thập phân các bạn nhỉ? Mẫu, để sao cho mẫu là lũy thừa của 10. Các bạn thấy là 25 nhân với 4 thì bằng 100, đúng không? Vậy cô sẽ nhân cả tử và mẫu với 4 thì cô sẽ được là này, 3 này. Đấy, nhân cả tử và mẫu với 4, vậy ở đây sẽ là 8/100. Được chưa? Rồi, vậy khi đó cô sẽ được là bằng 3 nhân 100 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Thì bằng 300, 300 cộng 8 là bằng 308 này. Phần 100. Đấy, vậy cô sẽ được là bằng 3,08. Đấy, được chưa? Đây là cách mà chúng ta đưa một phân số thập phân này, một phân số bất kỳ này và một hỗn số về số thập phân. Đấy, thì vận dụng phần này thì các bạn có thể tham khảo thêm cái phần ví dụ trong sách giáo khoa nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô tiếp tục một cái ví dụ như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát một cái ví dụ. Và đây là một bài toán có lời văn như sau. Các bạn có là một chai nước khoáng của bạn An thì có dung tích ghi trên tem nhãn là 750ml. Dung tích của chai nước đó là bao nhiêu lít? Viết kết quả đó dưới dạng số thập phân và phân số tối giản. Và câu B là viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản là 12,5 này, âm 0,008 này, âm 3,45. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải bài này nhé. Trước hết chúng ta sẽ làm cho cô ý A này. Chai nước này thì có dung tích là 750ml đúng không? Vậy bây giờ người ta hỏi là gì? Vậy dung tích của chai nước đó là bao nhiêu lít? Đấy, thì tức là chúng ta phải đổi từ ml ra lít đúng không? Rồi, vậy thì tức là chúng ta sẽ phải chia cho bao nhiêu các bạn nhỉ? Chia cho 1.000. Đấy, vậy 750 mà chia cho 1.000 thì sẽ bằng là 0,75 lít. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là 750 ml này thì sẽ bằng là 0,75 lít. Đấy, được chưa? Rồi, đây thì chúng ta đã đổi ra bằng cách là chúng ta sẽ chia cho 1.000 các bạn nhé. Rồi bây giờ người ta bảo viết kết quả đó dưới dạng số thập phân và phân số tối giản. Đây, viết cái kết quả này là 0,75 này. Dưới dạng số thập phân, số thập phân và phân số tối giản. Rồi thế thì chúng ta sẽ thấy là các bạn đã viết được dưới dạng số thập phân rồi, đúng không? Bây giờ viết nó dưới dạng số phân số tối giản thì chúng ta sẽ phải đưa nó trở về trước hết là cái dạng đó là phân số thập phân trước. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta thấy 0,75 thì các bạn có thể đưa được về 75 phần 1 gì nhỉ? 100, đúng không? Vì cô đã dạy các bạn cách rồi, đó là đằng sau dấu phẩy này đó là hai chữ số, đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ có là đằng sau số 1 tương ứng ở dưới mẫu sẽ là bấy nhiêu chữ số 0. Đấy, 75 phần 100 thì ở đây cô sẽ rút gọn cho bao nhiêu? Ở đây cô sẽ rút gọn cho 25 nhá. Cô sẽ rút gọn cho 25 này. Thì 75 chia cho 25 thì sẽ được là 3, đúng không? Đấy, và dưới mẫu 100 chia cho 25 thì sẽ được là bao nhiêu nhỉ? Thì sẽ được là 4. Đấy, vậy ở đây nó sẽ bằng 3/4. Vậy khi đó chúng ta sẽ có là vậy. Đấy, dung tích của chai nước sẽ là bao nhiêu đây? Là 0,75 lít này, hoặc là gì? Hoặc là 3/4 lít.
Đấy, tức là mình có thể viết là 0,75 lít hoặc là 3/4 lít, được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo là câu B. Câu B người ta bảo là viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản. À vậy tương tự như phần này cô vừa biểu diễn này, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ đưa nó về dạng phân số thập phân trước, sau đó mình sẽ rút gọn. 12,5 này thì sẽ bằng, đây 12,5 thì sẽ bằng 125/10. Đấy, tại vì đằng sau dấu phẩy này có một chữ số, vậy dưới mẫu sẽ là số 10 thì sẽ bằng, đây cô sẽ chia cả tử và mẫu cho 5 thì cô sẽ được là bằng bao nhiêu? 125 chia 5 thì bằng 25, 10 chia cho 5 thì bằng 2. Đó, tiếp theo là âm 0,008 này thì sẽ bằng, đây đằng sau dấu phẩy này có 3 chữ số, vậy ở trên tử đây sẽ là bao nhiêu? Âm này, đây là âm 8 này phần, rồi có 3 chữ số, vậy sẽ là 1000. Rồi vậy rút gọn cả tử và mẫu cho 8, chia cả tử và mẫu cho 8 thì ở trên sẽ còn âm 1 này, dưới mẫu 1000 chia 8 thì bằng 125. Tiếp theo là cái câu cuối cùng, đó là âm 3,45. Đấy, âm 3,45 nhá. Thì các bạn thấy mình có thể viết được bằng là âm 345 phần, đây đằng sau dấu phẩy 2 chữ số, vậy thì ở đây sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là 100. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 5 cho cô nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ được là bằng âm 345 mà chia cho 5 thì sẽ bằng âm 69 phần 100 chia cho 5 thì chúng ta sẽ được là bằng 20. Vậy phân số tối giản của chúng ta là âm 69/20. Đó. Rồi, đó chính là một cái ví dụ rất hay về phần số thập phân cũng như là phần phân số thập phân, đúng không nào? Chúng ta sẽ làm cho cô bài luyện tập số 2 này. Viết các số thập phân dưới dạng phân số tối giản. À, vậy ở đây chúng ta sẽ có là âm 0,125 này, âm 0,012 này, âm 0,005, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải phần luyện tập 2 này như sau. Đấy, âm 0,125 này thì sẽ bằng, đây chúng ta sẽ có là đưa về dạng phân số thập phân thì nó sẽ là 100, âm 125 phần 1000. Đấy, vậy cô sẽ chia cả tử và mẫu cho 125 thì ở trên sẽ còn âm 1 và dưới mẫu sẽ còn 8. Được chưa? Vậy ở đây là phân số tối giản là âm 1/8. Tiếp tục là số âm 0,012 thì sẽ bằng âm 12/1000. Đấy, thì ở đây cô sẽ chia cả tử và mẫu, ở đây cô sẽ chia cho 4, được chưa? Thì ở đây âm 12 mà chia cho 4 thì sẽ bằng âm 3. Và dưới mẫu này 1000 chia cho 4 thì cô sẽ được là bằng 1000 chia cho 4 cô sẽ chia ra nháp nhá. Chia cho 4 này thì 10 chia cho 4 thì sẽ được 2 này. 2 x 4 là 8 này. Vậy đây còn 2. Hạ 0 xuống, đây là 5, 0, rồi hạ 0 xuống này, rồi thì ở đây sẽ được 0, rồi ok. Đấy, vậy ở đây sẽ bằng 250, đấy, 250 nhá. Rồi, âm 3/250. Rồi, tiếp theo là cái phân số cuối cùng, cái số thập phân cuối cùng là âm 4,005. Vậy sẽ bằng, ở đây sẽ bằng bao nhiêu đây? Âm 4,005 này phần, đây là đằng sau dấu phẩy là 3 chữ số, vậy ở đây sẽ là 1000, dưới mẫu là 1000. Chưa? Vậy sẽ bằng, ở đây thì cô sẽ chia cho bao nhiêu? Trước hết thì cô sẽ rút gọn cho, ở đây là các bạn sẽ tìm cho cô là ước chung lớn nhất của 1000 và 4,005 thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ bằng, chúng ta thấy bằng 5 đúng không? Rồi, vậy thì khi đó cô sẽ rút gọn cho 5 nhá. Thì ở trên sẽ bằng là âm 801 và ở dưới 1000 chia cho 5 thì sẽ bằng 200. Đấy, vậy kết quả phân số tối giản của chúng ta là âm 801/200. Rồi, đó là phần luyện tập số 2 của chúng ta.
Đấy, tiếp theo thì chúng ta thấy là các bạn đã biết cách đưa một cái phân số bất kỳ này hoặc là phân số thập phân về một cái số thập phân rồi, đúng không? Vậy bây giờ đến đó là gì? Để so sánh hai số thập phân thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ cùng sang phần 2 làm lại nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có là tương tự như số nguyên ý, thì số thập phân chúng ta cũng sẽ có là có một giữa hai số thì chúng ta sẽ có một số lớn hơn và một số nhỏ hơn, đúng không? Vậy thì để so sánh hai cái số thập phân khác nhau thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn cùng sang cho cô phần 2 là mã so sánh các số thập phân. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ so sánh cho cô hai số thập phân này. Nào, nếu cô có số thập phân A nhỏ hơn số thập phân B thì khi đó chúng ta sẽ ký hiệu như sau. Đó, chúng ta sẽ viết là A nhỏ hơn B hay là B lớn hơn A, đúng không? Rồi, và nếu mà gì số thập phân lớn hơn không thì người ta sẽ gọi là số thập phân dương, còn số thập phân mà nhỏ hơn không thì người ta gọi là số thập phân âm, được chưa? Và lưu ý cho cô là nếu A mà nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì A sẽ nhỏ hơn C, được chưa? Nhớ nhá, A nhỏ hơn B và B lại nhỏ hơn C thì suy ra là A sẽ nhỏ hơn C. Đấy. Và tiếp tục chúng ta sẽ có cách so sánh hai số thập phân. Vậy chúng ta lại có các trường hợp. Trường hợp đầu tiên là so sánh hai số thập phân khác dấu. À, hai số thập phân khác dấu nhá. Thì chúng ta cũng có là tương tự giống như tập hợp số nguyên thì số thập phân âm thì cũng bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn số thập phân dương, được chưa nào? Rồi, tức là số âm sẽ nhỏ hơn số dương, được chưa? Cô lấy ví dụ là âm 1,375 thì sẽ nhỏ hơn 1,2, chưa? Rồi, số thập phân âm sẽ nhỏ hơn số thập phân dương. Tiếp theo là phần B, chúng ta sẽ so sánh cho cô hai số thập phân dương với nhau, chưa? Thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào? Thì các bạn sẽ cùng tham gia cho cô hoạt động số 1 so sánh nhá. Ở đây là hoạt động số 2, đúng không? Câu A là 508,99 và 509,01. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là đây là hai số thập phân dương. Vậy so sánh như thế nào? Các bạn cùng chú ý lên đây cho cô. Chúng ta sẽ so sánh cho cô, trước hết các bạn sẽ so sánh cho cô phần nguyên. Thì phần nguyên của cái số thập phân đầu tiên là 508 và phần nguyên của số thập phân thứ hai là 509, đúng không? Thì các bạn thấy là 508 nhỏ hơn 509, vì vậy mà số 508,99 sẽ nhỏ hơn số 509,01. Đấy, các bạn nhớ chưa? Vì chúng ta thấy là 508 nhỏ hơn 509 nhá. Đó, so sánh phần nguyên. Đấy, còn trong trường hợp thứ hai các bạn thấy là hai cái số thập phân này phần nguyên nó bằng nhau là đều là 315, đúng không? Vậy khi đó chúng ta sẽ phải so sánh các cái số đằng sau dấu phẩy. Đấy, thì chúng ta biết là đây, đằng sau dấu phẩy thì cái chữ số đầu tiên đằng sau dấu phẩy thì nó sẽ là hàng phần gì nhỉ? Phần 10, đúng không? Tiếp đó sẽ là hàng phần trăm và tiếp theo là hàng phần nghìn, vân vân. Vậy ở đây chúng ta sẽ so sánh cho cô trước hết là đó là hàng phần 10 trước này các bạn ạ. Hàng phần 10 thì các bạn thấy là đều là số 2, nó cũng bằng nhau rồi, đúng không? Tiếp đó chúng ta lại dịch chuyển sang so sánh sang hàng phần trăm cho cô. 6, 9. Đấy, thế thì chúng ta thấy là 6 nhỏ hơn 9. Vì vậy khi đó chúng ta sẽ kết luận được là cái số thập phân là 315,267 nó sẽ nhỏ hơn số thập phân 315,29. Được chưa? Đây, 315,267 sẽ nhỏ hơn 315,29. Đấy, các bạn nhớ nhá, đây, vì là 6 nhỏ hơn 9. Đó, được chưa? Vậy từ đây các bạn sẽ rút ra được cho cô cách so sánh, các bước để so sánh hai số thập phân dương như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ so sánh cho cô phần số nguyên của hai số thập phân dương. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì sẽ lớn hơn. Đấy, các bạn thấy không? Ví dụ như ở trường hợp A đây, 509,01 có phần số nguyên lớn hơn bên này, vì vậy mà số đó sẽ lớn hơn, được chưa? Rồi, tiếp theo, còn trong trường hợp nếu hai số thập phân dương mà có cùng phần số nguyên bằng nhau thì ta sẽ tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng sau dấu phẩy. Đó, cùng một hàng, các bạn thấy không? Đấy, kể từ trái sang phải cho đến khi mà xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau.
Đấy, các bạn thấy ở đây thì chúng ta thấy cặp chữ số đầu tiên khác nhau là 6 và 9 này. Thì khi đó cặp chữ số khác nhau đó này, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó sẽ lớn hơn. Đấy, vì chúng ta thấy là số 9 lớn hơn số 6. Vì vậy mà số thập phân 315,29 chứa chữ số 9 này sẽ lớn hơn cái số thập phân này. Được chưa? Lớn hơn nhá. Đó là cách so sánh hai số thập phân dương, đúng không nào? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang trường hợp thứ ba, đó là so sánh hai số thập phân âm nhé. Các bạn sẽ có này, phần C, so sánh hai số thập phân âm. Đó. Vậy bây giờ để so sánh được thì trước hết các bạn sẽ làm cho cô hoạt động số 3 là nêu cách so sánh hai số nguyên âm. Vậy thì chúng ta có là hai số nguyên âm, để so sánh hai số nguyên âm thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào? Trước hết là các bạn sẽ bỏ đi dấu trừ trước hai cái số nguyên âm đó, thì khi đó chúng ta sẽ thu được hai số nguyên dương, đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ so sánh cho cô hai số nguyên dương đó, hai số nguyên dương đó số nào lớn hơn thì cái số nguyên âm ban đầu sẽ nhỏ hơn, được chưa nào? Rồi cô lấy ví dụ nhá. Ví dụ ở đây là cô muốn so sánh số âm 9 này và số âm 13 chẳng hạn. Đấy, thì ban đầu các bạn sẽ bỏ đi dấu trừ trước hai số này thì chúng ta sẽ được là 9 và 13. Đúng không? Rồi sau đó các bạn so sánh cho cô hai số nguyên dương này thì các bạn thấy 9 nhỏ hơn 13. Vậy chúng ta sẽ suy ra được cho cô là âm 9 sẽ lớn hơn âm 13. Đó, đây, 9 nhỏ hơn 13 thì âm 9 sẽ lớn hơn âm 13. Được chưa? Đó là cách so sánh hai số nguyên âm. Vậy tương tự như cách so sánh hai số nguyên âm thì cách so sánh hai số thập phân thì được thực hiện như cách so sánh hai số nguyên âm. Được chưa? Bằng cách là chúng ta sẽ bỏ đi dấu trừ trước này, rồi đi so sánh hai cái phần số thập phân dương. Đấy, sau đó số thập phân dương nào mà lớn hơn thì cái số thập phân âm ban đầu nó sẽ nhỏ hơn. Được chưa? Đây các bạn, cô lấy ví dụ nhá. Là ví dụ số 5 này, so sánh cho cô ở đây các số thập phân âm như thế này, thì cô sẽ tiến hành so sánh như sau. Giải này, câu A này, ban đầu các bạn sẽ thấy này, các bạn sẽ bỏ đi dấu trừ thì ở đây chúng ta có là 12,19 sẽ nhỏ hơn 14,11, đúng không? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có là đây, ta có là vì này 12,19 thì nhỏ hơn 14,11 nên âm 12,19 sẽ phải lớn hơn âm 14,11. Đó, được chưa? Tiếp theo là câu B, các bạn cũng so sánh tương tự như vậy cho cô, là bỏ đi dấu âm trước này thì chúng ta thấy là 11,01 thì lớn hơn 10,99, đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ kết luận được là âm 11,01 sẽ nhỏ hơn âm 10,99. Đó, cô sẽ có câu B này. Vì là 11,01 này lớn hơn 10,99 nên âm 11,01 sẽ nhỏ hơn âm 10,99. Rồi, đó chính là cái cách để chúng ta so sánh hai số thập phân âm nhé. Bài luyện tập số 3 của chúng ta như sau, là viết các số sau theo thứ tự giảm dần. Giảm dần đây đều là các số thập phân, đúng không? Thì đây có các số thập phân âm này, số thập phân dương. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tức là từ lớn đến bé. Vậy thì chắc chắn là các số thập phân dương phải là đứng đầu rồi, đúng không? Tại vì là sắp xếp theo thứ tự giảm dần, tức là từ lớn đến nhỏ. Đấy, vậy cô sẽ sắp xếp như sau. Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần. Theo thứ tự giảm dần là, đấy, là gì đây? Đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ phải soi các cái số nguyên dương, số thập phân dương trước, đúng không? Đó là số nào đây nhỉ? Đây, số 36,095 và số 36,1. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta so sánh cho cô xem hai số này số nào lớn hơn. Thì chúng ta thấy hai số này đều có phần nguyên bằng nhau là 36 rồi. Vậy so sánh đến hàng đằng sau dấu phẩy. Đây, đó là hàng phần 10 này.
là số 0 và số 1 đúng không? 0 nhỏ hơn 1, vậy thì tức là số thập phân 36,095 sẽ nhỏ hơn 36,1. Vậy số 36,1 sẽ đứng đầu. Sau đó sẽ đến số là 36,095. Tiếp theo, đến hai cái số còn lại là hai số thập phân âm. Đấy, thì chúng ta sẽ xem khi bỏ dấu trừ, khi bỏ dấu trừ thì số nào mà lớn hơn thì số đó sẽ nhỏ hơn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta bỏ dấu trừ đi. Bỏ dấu trừ đi thì nó sẽ trở thành số bên kia là 120,341 đúng không? Đấy, và bên này sẽ là số 120,34. Vậy hai số này số nào lớn hơn? À, các bạn hãy nhìn cho cô này, 120,341, bên này là 120,34. À, 120,34 thì chúng ta thấy ở đây phần số nguyên giống nhau rồi. Tiếp theo là hàng phần 10 cũng giống nhau, đều là 3. Hàng phần trăm cũng giống nhau là đều bằng 4. Vậy ở đây hàng phần nghìn, hàng phần nghìn của anh này là số 1. Ở bên này nhìn vào đây thì chúng ta thấy không có đúng không? Chúng ta sẽ hiểu là số mấy? Số 0. Đấy, các bạn thấy hàng phần nghìn ở bên này là 1, bên này là 0. Vậy thì số này sẽ lớn hơn. Được chưa? Vì 1 lớn hơn 0. Vậy từ đây chúng ta sẽ có được là nên. Đây, số này lớn hơn, vì vậy mà âm 120,241 sẽ nhỏ hơn âm 120,34. Đấy, sẽ nhỏ hơn nhá. Vậy thì tức là số này mình sẽ xếp trước này. Đúng không? Được chưa? Đấy, 120,34. Được chưa? Rồi, vậy số này chúng ta sẽ xếp trước nhá. Đó là số âm 120,34. Và cuối cùng sẽ là số âm 120,341. Được chưa? Rồi, đó chính là bài luyện tập số 3 của chúng ta. Rồi, vậy thì các bạn đã biết cách đó là đưa các phân số thập phân này, rồi một phân số bất kỳ về một cái dạng số thập phân rồi, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta đã biết cách so sánh các số thập phân rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay để làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Đầu tiên, cô và các bạn sẽ cùng đi làm cho cô bài số 1. Đó là viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải bài 1. Cô tin chắc rằng là các bạn sẽ làm được bài này bằng cách là tự làm rồi. Giờ các bạn tự làm vào vở, sau đó thì chúng ta sẽ so sánh với kết quả của cô nhé. Bây giờ đầu tiên là âm 7/20 này. Đấy, âm 7/20. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phân số này về dạng phân số thập phân trước bằng cách là nhân cả tử và mẫu với số 5. Đấy, là âm 7 nhân 5 này. Phần này, 20 nhân 5, đúng không? Và ở đây sẽ bằng âm 35/100. Đấy, để đưa nó về dạng phân số thập phân. Vậy ở đây sẽ bằng là, dễ dàng chúng ta tìm được là âm 0,35. Được chưa? Tiếp theo là ý thứ hai, âm 12/25. Đấy, thì các bạn sẽ nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu? Để cho mẫu sẽ là lũy thừa của 10 nhỉ? À, nhân cả tử và mẫu với 4, thì 25 nhân 4 là bằng 100, được chưa? Hiểu đây, âm 12 nhân 4 thì sẽ là âm 48 này. Phần 25 nhân 4 là 100. Vậy ở đây cô sẽ được là âm 0,48. Tiếp theo là câu C. Câu C là âm 16 này, phần 500. Đấy, thì tương tự, cô cũng sẽ nhân cả tử và mẫu với 2. Thì ở trên tử sẽ là âm 32. Dưới mẫu 500 x 2 thì sẽ bằng 1000. Đó, vậy ở đây, nào, ở đây đằng sau này, sau số 1 có tận 3 sẽ số 0 đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là âm 0,032. Đấy, và sau dấu phẩy này cũng phải có 3 chữ số. Và có 2 chữ số là 32 rồi, phải điền thêm số 0 này vào chữ giữa cái này nhá. Được chưa? Rồi, đó là âm 0,032. Tiếp là số 54/25. À, đây là một hỗn số đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là bằng. Đây, các bạn sẽ đưa cái phân số này về dạng phân số thập phân. Còn số 5 này các bạn viết nguyên cho cô. Đây, nhân cả tử và mẫu với 4. Ở đây 4 x 4 là 16 này. Phần 25 x 4 là 100. Vậy ở đây cô sẽ thu được là bằng. Đấy, các bạn sẽ lấy 5 x 100 thì sẽ bằng 500. 500 cộng 16 thì sẽ là 516. Phần 100. Đó, vậy các bạn sẽ viết được là bằng 5,16.
Đó, rồi, đó chính là cách viết các phân số và hỗn số dưới dạng số thập phân. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô cái bài số 4 trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang cho cô bài số 4 này. Đó là viết các số sau theo thứ tự giảm dần. À, giảm dần thì tức là từ lớn đến nhỏ, đúng không? Bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Đầu tiên là câu A. Câu A, các bạn nhìn cho cô một lượt thì đây đều là các số thập phân dương, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem ban đầu so sánh phần nguyên trước này. À, vậy phần nguyên của cả bốn cái số thập phân này đều là bằng 9, đều bằng nhau. Vậy bây giờ chúng ta phải so sánh các cái chữ số sau số phẩy, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ có ở đây này. Đây là số 0 này, đây là số 0, số 0, số 9. À, vậy thì chắc chắn là cái số này sẽ là số lớn nhất rồi. Đấy, sẽ là số, đây, sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Là, đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có là cái số 9,990 sẽ là số lớn nhất. Rồi, tiếp theo sẽ đến số nào đây? Bây giờ chúng ta thấy là, à các bạn đã loại bỏ được số này rồi nhá. Đầu tiên sẽ, bây giờ mình sẽ so sánh ba số còn lại. Thì ở đây các bạn sẽ thấy số thứ hai là 9 này. Chữ số thứ hai đằng sau dấu phẩy là 9. Đây là 0, đây là 9. Đấy, vậy bây giờ mình phân vân giữa hai số này. Tức là mình cần phải so sánh hai số này, đúng không? Còn số này chắc chắn sẽ là số nhỏ nhất rồi. Đấy, số này sẽ là số nhỏ nhất nhá. Rồi bây giờ hai số này thì chúng ta xem, ở đây là số 9, đây cũng là 9, vậy lại so sánh đến cái hàng phần gì? Phần nghìn. Hàng phần nghìn của số này là 9, hàng phần nghìn số này là 0, vậy số này sẽ lớn hơn. Vậy tiếp theo là 9,099. Đó, sau đó thì đến số này. 9,090. Đấy, và cuối cùng sẽ là số 9,009. Rồi, xong ý A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô ý B nhé. Ý B. Ý B thì cô sẽ không viết lại, không trả lời lại nữa mà các bạn tự trả lời nhé. Đó là sắp xếp theo thứ tự giảm dần là. Ở đây bây giờ chúng ta thấy đây đều là các số gì nhỉ? Các số thập phân âm, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ, ban đầu các bạn sẽ bỏ dấu phẩy trước cho cô này. Đây các bạn làm ra nháp cho cô. À, bỏ dấu trừ trước. Đấy, bỏ dấu trừ trước thì nó sẽ là số 6,27 này. Số nào nhỉ? Số 6,207 này. Tiếp theo là số 6,027 này. Và cuối cùng là số 6,277. Đấy, bây giờ mình phải so sánh cho cô các số này. Đấy, so sánh cho cô bốn cái số này trước, sau đó thì mình sẽ sắp xếp sau nhá. Ở đây chúng ta thấy này, đầu tiên là số 6 thì phần nguyên của bốn số này đều bằng nhau rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh phần số thập phân. Rồi, đây là số 2, đây là 2, đây là 0, đây là 2. Vậy chắc chắn thì ở đây sẽ số này sẽ là số nhỏ nhất, đúng không? Đấy, mình sẽ viết sau nhất là 6,027. Rồi, bây giờ mình phải so sánh ba cái số này. So sánh ba cái số này như thế nào? Tiếp tục lại hàng tiếp theo này. Đây là hàng phần trăm là 7, hàng phần trăm là 0, hàng phần trăm là 7. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ chắc chắn cho cô là số này sẽ là số nhỏ tiếp theo. Đúng không? Đây là 6,207. Đấy. Rồi, bây giờ xem hai số này số nào sẽ là số lớn hơn, đúng không? Thì đây chúng ta thấy là, à đây, hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn ở đây thì chúng ta sẽ có hiểu là đây là số 0 nhá. Hàng phần nghìn đây là 0, còn hàng phần nghìn đây là 7. Vậy số này sẽ nhỏ hơn số này, tại vì 0 nhỏ hơn 7. Đấy, vậy ở đây tiếp tục đây sẽ là số 6,27. Đấy, và số lớn nhất ở đây sẽ là số 6,277. Được chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ xếp theo như này. Lớn hơn này. Đây là lớn hơn này. Đây là lớn hơn. Đấy, nhưng mà đây là các số gì đây? Số thập phân dương. Còn đối với các số thập phân âm thì nó lại như nào nhỉ? Ngược lại nhá. Thì ở đây sẽ là âm, suy ra nhá, 6,277. Nó sẽ phải nhỏ hơn âm 6,27.
nhỏ hơn âm 6,207 và nhỏ hơn âm 6,027. Đấy, vậy thì nếu mà sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì chúng ta phải sắp xếp từ bên này xuống đằng rằng này, đúng không? Từ phải này sang trái. Vậy cô sẽ viết lại sang bên này thôi. Đó là số âm 6,027 này. Rồi, tiếp đó đến số nào? Số âm 6,207. Tiếp theo đến số âm 6,27. Tiếp theo sẽ là số nhỏ nhất là số âm 6,277. Rồi, đó là cách sắp xếp các cái phân số, cách sắp xếp các cái số thập phân. Đó là số thập phân dương cũng như là số thập phân âm, được chưa nào? Rồi, vậy qua bài học ngày hôm nay về nhà chúng ta sẽ ôn tập lại cho cô. Đó là cách đưa các cái phân số này hoặc là phân số thập phân về số thập phân này. Và thứ hai là ôn lại cho cô cách so sánh các cái số thập phân, đúng không nào? Đấy, và vận dụng vào làm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.